Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ đi giải hỏi chấm 1 giải phương trình. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ đi giải hỏi chấm 1 trong sách giáo khoa trang 14. Đề bài yêu cầu là giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế. Biểu diễn y theo x từ phương trình thứ 2 của hệ 4x trừ 5y bằng 3, 3x trừ y bằng 16. Thì các bạn thấy là ở phương trình thứ 2 của hệ thì ở đây chúng ta có thể biến đổi y bằng gì ạ? Bằng 3x trừ 16. Từ đó ta thế vào phương trình thứ nhất và đi giải, tìm ra x và từ đó tìm ra y. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào lời giải chi tiết để xem là các bước giải cụ thể như nào. Chúng ta sẽ vào lời giải chi tiết ạ. Thì các bạn có là gì ạ? Ta có 4x trừ 5y bằng 3, đúng không ạ? 4x trừ 5y bằng 3 và 3x trừ y bằng 16. Vậy thì phương trình thứ nhất chúng ta để nguyên. Phương trình thứ hai chúng ta có y bằng 3x trừ đi 16. Vậy sẽ tương đương với là gì ạ? Bây giờ cô thế phương trình thứ hai, kết quả y vào phương trình thứ nhất ta thu được là phương trình thứ hai chúng ta để nguyên. Còn phương trình thứ nhất chúng ta có 4x trừ đi 5 nhân với mở ngoặc 3x trừ đi 16 bằng 3. Thực hiện thao tác biến đổi phương trình thứ nhất thì các bạn sẽ thu được là gì ạ? 4x trừ đi 15x cộng 80 bằng 3, đúng không ạ? Phương trình thứ hai chúng ta để nguyên. Vậy rút gọn lại chúng ta sẽ được là trừ 11x thì bằng trừ 77. 80 cô chuyển sang bên phải thì được sẽ là 3 trừ đi 80 và bằng trừ 77. Y ở đây bằng 3x trừ 16. Vậy các bạn có nhìn thấy là từ phương trình thứ nhất chúng ta sẽ rút ra x bằng 7, đúng không ạ? Y sẽ bằng 3 nhân 7 trừ đi 16. Vậy chốt lại là gì ạ? X sẽ bằng 7 và y bằng 5. Kết luận vậy sao ạ? Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x, y bằng 7, 5. Vậy là cô và các bạn đã đi giải quyết xong hỏi chấm 1 sách giáo khoa trang 14.